Thưa chị quý vị, nên Tứ Thánh mới bảo cho chúng ta biết trời ôi sao ó biến bay, cá kia biến lội. Cho nữa, mà tại ai xe ngừng chứ? Tại ai xe ngừng mà súng sao biến nổ không chừng, mà chư ban thập bát mà ngập ngừng ngẩn ngơ. Đây là chư ban là điềm tĩnh, coi như là ngập ngừng ngẩn ngơ. Nó tàn đất ơi, sao cái gì mày kỳ cục? Những cái loại vũ khí tối tân của tôi coi như là thử nghiệm chân, bây giờ sao cái gì mà không còn dùng được, không có nổ gì chân trời ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa giảng viên, hôm nay cũng là một cái cuộc hội ngộ. Thì ở nơi ban tổ chức thì có một cái câu này cũng đã để dành để nhượng bộ là cũng lâu rồi. Hôm nay thì thôi, cho tôi xin hỏi đầu tiên để cho anh Tư giải nghĩa bốn câu này để cho đồng đạo chúng ta cùng nghe, và tôi không còn phải mất thời mất cái sự mà tôi phải lo giữ gìn cái mảnh giấy này khi tôi đã lượng được bốn câu này. Và bốn câu giảng như sau: dục thúc đạo đồng kiến thúy quyên, chư ban điềm tĩnh sĩ danh hiền, Sa Di Đông Hải truy thiều nhạc, Nam Định Ngọc Đài lộ kỷ tiên. Thưa ông, dục thúc đạo đồng kiến thúy quyên, tại sao không nói là đồng đạo mà nói là đạo đồng và kiến thúy quyên là kiến ai? Chư ban gồm có những nước nào? Rồi điềm tĩnh sĩ danh hiền, đây là muốn nói ai để được phong là danh hiền sĩ? Sa Di Đông Hải, xin ông giải rõ cái nghĩa Sa Di Đông Hải cho đồng đạo chúng ta được biết. Nam Định Ngọc Đài là ở đâu để lộ kiển kỷ tiên đó? Nam Định Ngọc Đài lộ kỷ tiên, như vậy là Nam Định Ngọc Đài là ở nơi nào, và lộ kỷ tiên là mình được thấy biết những cái gì? Xin ông giải nghĩa cho đồng đạo cùng được nghe. Quý vị ủng hộ cho dân chủ chẳng hóa tan nữa chứ quý vị. Chắc lâu lắm quý vị mình chưa có ăn nho ha. Chúng tôi xuống đây cũng nhiều lần lắm rồi, không có ăn nho, bữa nay đãi nho quý vị một bữa nha quý vị. Đồng đạo là ban tổ chức là ông Sáu Ken nêu lên hỏi qua cái ý là trong cái tiêu đề này là có nhiều lần tham luận, và đồng thời còn giữ cái mảnh giấy đó để mà tìm hiểu cho nó rõ nghĩa. Và hôm nay chị Tư á, chị mới nêu lên trong cái bốn câu này để cho chúng tôi giải, để mà trình bày cùng với quý vị, mà không biết giải xong rồi cái miếng giấy này còn giữ nữa không. Nếu còn giữ nữa thì tiếp tục nữa. Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, vậy thì bây giờ đất bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên và được đồng đạo chị Tư sửa, tất nhiên là đại diện cho mái đạo tràng hôm nay nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy trong đó bốn câu. Và trong bốn câu đó là dục thúc đạo đồng kiến thúy quyên, chư ban điềm tĩnh sĩ danh hiền, Sa Di Đông Hải tri thiệu nhạc, Nam Định Ngọc Đài lộ kỷ tiên. Qua bốn câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích từ trong cái bài Gián Màn Bí Mật của cô bác anh em chứ đồng đạo. Mà quý vị mình nghe một cái tiêu đề như vậy là quý vị mình thấy là cái như là nó thâm trầm và cái nghĩa nhiệm màu như thế nào đâu, phải không? Cho nên bây giờ màn bí mật non đoài khi gián, kẻ lành tâm sẽ đến mà xem cô bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên bữa nay là bí mật, bây giờ mình bật mí một chút cô bác anh em chứ đồng đạo. Thưa chưa quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên hỏi qua cái ý chính, dục thúc đạo đồng, tại sao không dục thúc đồng đạo, mà tại sao kiến thí quyên là thí quyên đó là cái gì? Cô bác anh em trong đạo, rồi chư ban điềm tĩnh sĩ danh tiền là chư ban coi như là các nước, mà vậy thì nước nào với nước nào vậy? Mà sĩ danh hiền đó là ai? Theo lời chị Tư là nêu lên vậy, phải không? Vậy thì bây giờ chúng tôi xin mời cùng tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua bốn câu giảng mà được Đức Thầy viết trong giáo lý là trong bài Gián Màn Bí Mật của bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ qua câu đầu là dục thúc, như nãy giờ đồng đạo năm tiếp
cũng như đồng đạo Úc Đàn là nói lên lời Đức Thầy dục thúc: e dương trần công việc dễ bê, nên dục thúc nhân sanh cài cấy. Cho nên sợ mình trễ, sợ mình không tu, sợ mình coi như là lo danh lo lợi mà không lo coi như là vấn đề đạo đức của bác anh em trường đạo. Rồi Đức Thầy lại bảo cho chúng ta biết lần này là lần chót, lần cuối cùng rồi, nên Đức Thầy cho chúng ta biết lần thứ chót gọi lời kêu thúc. Có gì nữa không? Lần thứ chót gọi lời kêu thúc, Thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Vậy thì bây giờ đây là dục thúc, mà cái dục thúc của Đức Thầy đó là cho chúng ta biết đó là lời xưa di tích rõ việc này. Ai muốn mất phàm gặp gồng bay, hãy ráng nghe lời. Ta mất trước không nhìn đạo đức phải thôi Thầy. Còn gì nó không có dục thúc phải không? Lo lo liệu liệu chịu tiếng trần có một hậu này, lập lấy thân nếu để trễ chạy e chẳng kịp. Khuyên ai khuyên sớm cắn chiên cần, hoặc giả là màu màu kiếp kiếp chiên cần chúng sanh còn có lập thân hậu này. Vậy là hậu thúc là cái gì? Cô bác anh em dân đạo, nếu để chờ sấm nổ gian thinh thì e bá tánh ăn năn đã muộn, đó là dục thúc. Vậy thì bây giờ dục thúc Đức Thầy bảo cho chúng ta phải tu nhanh, tu mau, tu gấp, tất nhiên là mới kịp. Cô bác anh em dân đạo, đó là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ ném nón, đó là dục thúc. Mà dục thúc ai? Thưa cô bác anh em dân đạo, dục thúc đạo đồng. Mà dục thúc đạo đồng tất nhiên là dục thúc đồng đạo của chúng ta đó, tất nhiên là bổn đạo đó, và từ khác cũng gọi là tín đồ. Vậy thì bây giờ đồng đạo, đạo đồng, tín đồ, tất nhiên đây là một cái danh từ để chỉ chung cho tất cả các chúng sanh và những người đã quy y Phật pháp mà nghe theo lời Đức Thầy để chỉ dạy, đó là đạo đồng. Mà đạo đồng tất nhiên là bây giờ nó hơi ngược lại một chút xíu. Tất nhiên đạo là tôn giáo, đồng là cùng, là người nào mà cùng chung tôn giáo, là quyết chí theo lời Đức Thầy chỉ dạy là đạo đồng. Cô bác anh em trong đạo. Nhưng mà kiến thúy quyên, mà thúy quyên đó là gì? Thúy quyên tất nhiên là hai cái loài chim, loài chim quyên và loài chim thúy. Mà người ta thường có câu ở thế gian ta nói là chia quyên rẽ thúy đó, là quý vị mình nghe thường câu đó phải không? Tất nhiên là không được coi như là hợp tác cùng nhau, không được đoàn tụ cùng nhau là bị chia rẽ, là coi như là xa cách với nhau. Mà hôm nay Đức Thầy cho chúng ta biết là bây giờ hiện tại chúng ta còn cách ông Phật, còn cách Thầy mà không được gặp mặt, cũng giống như là thúy quyên của bác anh em chị đồng đạo. Cho nên một ngày nào đó thì chúng ta được hợp mặt mà hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày. Một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi điều hòa mặt, ta mới thảnh thơi chợ gót hài, đó là cái ngày hòa hiệp. Và chỗ khác Đức Thầy lại bảo cho chúng ta đó là gian dày sấm nổ chuyển luân, kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con, bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn ngày nay hiệp mặt, hết còn thở than. Vậy thì bây giờ qua cái từ thí quyên, tất nhiên là còn xa cách với nhau, tất nhiên là mình bây giờ còn xa cách Thầy, chúng sanh còn xa cách Phật, không gặp được. Nhưng mà đến cái ngày đó thì được gặp, đó là tớ, Thầy, tôi, Chúa cùng nhau gặp. Tất nhiên là kiến thí quyên, tất nhiên là cái ngày đoàn tụ, là cái ngày đoàn tụ, tất nhiên là chúng ta sẽ được gặp Phật, chúng ta sẽ được gặp Thầy, và tất cả các chúng sanh sẽ gặp được cái ngày Long Hoa Đại Hội, là một cái cõi đại đồng, là kiến thúy quyền của bác anh em chị đồng đạo. Qua câu trên nha, chương trình nghi vấn thì gọn vậy thôi ha. Bây giờ đến cái câu thứ hai đó: chư ban điềm tĩnh sĩ danh hiền. Chư ban đồng đạo hỏi bao nhiêu nước? Chư ban đây chỉ chư tất nhiên là nhiều, là cát, mà ban là nước. Vậy thì chư ban tất nhiên là các nước, mà các nước là các nước nào? Cô bác anh em trường đạo, chừng nào mới có chư ban điềm tĩnh? Vậy thì Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đó là sấm gian thì lộ bản vàng, phải không? Sấm gian thì lộ bản vàng. Rồi chư ban hâm báo hùng cường đô tranh. Vậy thì bây giờ sấm gian thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới khắp chẳng tứ thi, chữ thi gần chữ sầu bi, bị hâm của báo ly kỳ máu rơi. Chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình gì bởi chẳng tu. Vì vậy cho nên khi mà sám gian lộ bản vàng thì chư ban hàm báo là tất cả các nước mới hùng cường đua tranh. Rồi còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp toàn cầu ó réo mọi nơi. Nhưng mà Đức Thầy cho chúng ta biết chư ban đó là 18 nước thập bát chư hầu lỵ hóa khang. Thập bát là 18 nước, là thập bát chư hầu lỵ hóa khang.
là 18 nước, cô bác anh em chị đồng đạo. Hay là cửu cửu y nhiên là 9981, 99 coi như là 18. Cửu cửu y nhiên tình riêng tham báo đổ máu tung rơi khùng mới nói chơi chưa ban hàng phục, tất nhiên là 18 nước. Mà trong 18 nước mà Đức Thầy cũng nói trong cái bài coi như là lũy Tam Châu, cô bác anh em chị đồng đạo, thập bát chư hầu, lũy Hắc Khang phải không? À cái bài cái gì vậy? Cái đầu tiên vô trong cái giáo lý Đức Thầy đó. Thì bây giờ Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết, tất nhiên chư bang đây tất nhiên là tất cả các nước. Mà khi tất cả các nước đó là chư bang điềm tĩnh sĩ danh hiền. Mà tại sao gọi là điềm tĩnh? Thôi giờ nó hai, nói cho nó mau đi, nghe ông sao. Bây giờ điềm tĩnh có hai phần. Một, điềm tĩnh tất nhiên là bây giờ thúc thủ bó tay, bó tay rồi, không còn làm gì được trơn trời. Cho nên là điềm tĩnh chứ sao giờ. Ví dụ như bây giờ cái công việc gì coi như là đến với quý vị mà bây giờ quý vị không động thủ, không làm gì được trơn, hỏi sao không làm nổi. Bây giờ tôi quá ngoài khả năng tôi rồi, không, bó tay, tất nhiên bây giờ tôi phải làm thinh. Điềm tĩnh là vậy đó. Vậy thì bây giờ điềm tĩnh có hai phần. Một là khi ông Năm Chèo nổi dậy lên ăn coi như là tất cả các chúng sanh coi như là vô số. Bây giờ nó đem thần công đại bác súng đồng nhiệt hạch nguyên tử coi như là tất cả các việc coi như nó dội xuống, dội xuống, dội xuống. Mà ông Năm Chèo càng sức mạnh, càng sức mạnh, không làm được gì ổng hết. Bây giờ nó thúc thủ điềm tĩnh, nó mới đặt cái bàn hương án cầu nguyện cho một đấng tối linh nào, tất nhiên là có một cái vị nào mà siêu nhiên, tất nhiên để mà thu phục Năm Chèo. Nên vì trong khi đó bắt đầu nó mới đặt bàn hướng cái cầu nguyện thì Đức Thầy mới trở về. Bây giờ nó điềm tĩnh rồi đó, không? Điềm tĩnh tất nhiên bây giờ phải phó bó tay thôi. Thì Đức Thầy mới trở về mà thu phục ông Năm Chèo. Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết đó là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba có con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng. Bá gia mới biết người khùng là ai, là Đức Thầy thu phục Năm Chèo. Như vậy là chư ban điềm tĩnh mới sĩ danh hiền là thầy. Sĩ danh hiền là lúc bây giờ nó mới danh hiền sĩ non sông náo nức. Tất nhiên là khắp các nơi ai cũng biết thầy hết, cô bác anh em dòng đạo. Chứ bây giờ Đức Thầy mới nói qua cái câu này, tất nhiên là sao Đức Thầy mới thu phục ông Năm Chèo, là người đời mới biết điên này là ai, hay không? Cô bác anh em dòng đạo thì rõ ràng có chỗ này. Qua cái chỗ tôi nói gọn thôi, chứ còn cái chuyện vấn đề mà thu phục Năm Chèo còn dài lắm. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói qua một cái ý chính là Đức Thầy thu phục ông Năm Chèo và tất cả các chư bang đều phải điềm tĩnh, không động lai được, không nhúc nhích được, tất nhiên là phải đợi thầy về để mà thu phục. Rồi bây giờ coi như là cái điềm tĩnh thứ hai nữa sao mấy anh mấy chú mình. Cái điềm tĩnh thứ hai nữa thì bây giờ đó là trong cái là giáo lý Đức Thầy cho chúng ta biết chừng nào chim nọ biến bay, cá kia biến lội đó, khổ này mới yên. Mà chừng nào chim nọ biến bay, cô bác anh em chừng nào? Chừng nào mà máy bay trên không gian không còn bay nữa, cá kia biến lội, tất nhiên là tàu thủy, thủy lôi này kia, coi như là tàu lặn này kia không còn nhúc nhích, tàu chiến bây giờ không động thủ nữa đó. Là chừng đó là chừng nào? Chừng đó tất nhiên là ngũ hành biến chất. Bây giờ là dùng phép thực không nghe cô bác anh em trong đạo, dùng phép không chứ không còn dùng coi như là khoa học có tân nữa. Thì bây giờ trong khi đó coi như là sĩ danh hiền mới biết được Đức Thầy là ai, phải không? Chứ còn bây giờ là chưa đâu. Thật sự quý vị mình chưa có thấy được cái sức tài của coi như là một cái đấng tối linh thôi chứ quý vị. Nên Tứ Thánh mới bảo cho chúng ta biết trời ôi sao ó biến bay, cá kia biến lội. Cho nữa, mà tại ai xe ngừng chứ, tại ai xe ngừng mà súng sao biến nổ không chừng, mà chư ban thập bát mà ngập ngừng ngẩn ngơ. Đây là chư ban là điềm tĩnh coi như là ngập ngừng ngẩn ngơ, nó tàn đất ơi sao cái gì mày kỳ cục. Những cái loại vũ khí tối tân của tôi coi như là thử nghiệm chân, bây giờ sao cái gì mà không còn dùng được, không có nổ gì chân trời ta. Cái này có phải là điềm tĩnh không? Bây giờ không nổ nữa, bây giờ nó giống như cái cục sắt rồi, như cái cây tầm dông rồi, còn gì nữa, không điềm tĩnh. Thì lúc bây giờ coi như là mới sĩ danh hiền đó, tôi có cái chừng đạo tất nhiên mới biết được coi như là cái tài coi như là của ông Phật ông Tiên. Cho nên Đức Thầy mới nói là Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an bá tánh một lần nạn nguy, phiền binh bốn phía tứ di kể sao cho hết chuyện ni sau này. Lớp thì thú ác dãy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, kẻ hung chừng đó làm mồi cho bầy ác thú đền bầu tội xưa, thấy không?
Thưa cô bác anh em dòng đạo, bây giờ nghi vấn cho nên chúng tôi nói gọn gọn thôi nghe. Bây giờ đến câu thứ ba, Sa Di Đông Hải Chi Thiều Nhạc. Sa Di tất nhiên là cát, Di là nhỏ mà Sa là cát, Sa Di Đông Hải. Không, qua câu thứ ba, Nam Đỉnh Ngọc Đài Lộ Kỷ Tiên, Sa Di Đông Hải Chi Thiều Nhạc là có như là cát nhỏ ở biển Đông á, là Sa Di là cát nhỏ, mà Đông Hải tất nhiên là biển Đông, mà Chi Thiều Nhạc, Chi là biết nhạc, tất nhiên là nhạc thiều. Cô bác anh em chị đồng đạo, vậy thì sau này quý vị được biết những người tu theo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, nói chung là những người nào mà tu theo Phật sau này đắc đạo vô số giống như cát biển Đông. Cô bác anh em chị đồng đạo, giống như cát biển Đông thì nó không thể tính điểm được. Cho nên Đức Thầy mới nói đẹp đẽ cho ta trỗi nhạc thiều, hoặc giả là chính từng mây nhạc trỗi tiêu thiều, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Là người nào còn tu tất nhiên là còn sống, còn sống tất nhiên là chứng kiến được coi như là cái cảnh nhạc thiều, phải không? Vậy thì Sa Di Đông Hải là muốn nói con người chúng ta còn có mặt trong đời thượng nguân là đông vô số. Rồi có nhiều người thắc mắc, nói chú Tư ơi, sao tôi thấy tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đâu có đông được nhiều đâu, không sao mà tới chừng đó mà giữ coi như là hậu đông dữ vậy? Tôi nói bây giờ ví dụ, bây giờ hiện tại cái đạo tràng này là khoảng cỡ 150 người, nhưng mà quý vị có biết ở trong không gian này cái phần âm đến đây dự pháp nghe đạo, quý vị mình thấy không? Làm sao thấy? Rồi coi như là bên cạnh của chúng ta, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, nước Việt Nam của mình 100 triệu mà toàn cầu trên thế giới, quý vị mình biết nước nào ta cũng tu, phải không? Rồi chẳng những coi như là ở Nam Thiện Bộ Châu chúng ta bây giờ còn coi như là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Bắc Cư Lư Châu, mà Đức Thầy cho chúng ta biết gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang chứ không phải là một nước đâu, nhiều lắm. Cho nên sau này Đức Thầy cho chúng ta biết những cái thành phần mà sao được đắc đạo như quý vị mình ngồi đây sau này coi như là có được điểm đạo đó em, là vô số luôn cô bác anh em chúng đạo, yên tâm đi nghe cô bác anh em chúng đạo. Đó mới gọi đúng với cái câu là Sa Di Đông Hải Chi Thiệu Nhã, tất nhiên là cái sự mà chúng sanh đắc đạo vô số. Thưa chú quý vị, hồi qua câu thứ ba nha, đến câu thứ tư, Nam Đỉnh Ngọc Đài Lộ Kỷ Tiên. Vậy là Nam Đỉnh ở đâu mà Ngọc Đài chỗ nào? Thôi chứ quý vị nói mau thôi, Nam Đỉnh tất nhiên là chỉ ngay trên cái vùng nước Cấm. Ngọc báo quý ẩn trong Nam Đỉnh, ở trên núi Cấm này chứ đâu. Vậy thì Nam Đỉnh Ngọc Đài là quý vị mình được biết Ngọc Đài còn ẩn trong núi Cấm, mà Đức Thầy nói là rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có cát đài nè, chờ đợi con hiền nôi tục cổ mà tới thời thượng cổ điểu hòa mai. Hoặc giả là sấm giang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới khắp tràn tới thi. Vậy thì bây giờ ở trên núi Cấm là đó là Nam Đỉnh Ngọc Đài. Nhưng mà Nam Đỉnh Ngọc Đài hiện tại bây giờ quý vị mình chưa thấy, nên Đức Thầy mới nói là chốn sơn lãnh bây giờ mù mịt, cho nên dân dạ chẳng nghe lời, kể từ nay nói chuyện chiều mơ chứ chẳng nói dông dài khó hiểu. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới giới thiệu cho chúng ta biết sau này ở nên trên vùng núi Cấm là trên đó gọi là Nam Định, mà chỗ đó gọi là Ngọc Đài. Mà khi chỗ Ngọc Đài đó mà khi mà nó dở ra rồi đó cô bác anh em chị đồng đạo, thì bây giờ trên năm non rồng phụng tốt tươi miền bảy núi mà sao báo quỷ nghe không? Tất nhiên là chỗ đó quỷ lắm cô bác anh em chị đồng đạo, đó là Nam Định Ngọc Đài. Nhưng mà Nam Đỉnh Ngọc Đài tại sao lộ Kỷ Tiên? Không lộ cái gì mà lộ Kỷ Tiên? Bây giờ có lộ chưa? Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, chưa. Là tại vì núi chưa dở. Chừng nào nghe một tiếng âm thanh như vậy thì bây giờ đê mê bất tỉnh hết. Con người chúng ta lúc bây giờ đạo vợ chồng con cháu buộc chùm ngủ mê, thức dậy đứt đùm phân hai, có nghĩa là không biết hết. Rồi tới chừng đó đó hen, là chúng ta khi mà tỉnh lại rồi thì sao? Lão giả hậu quy nhân, ấu giả ly kỳ thiên định dĩ thiên la. Người già dạy sau này sẽ trở lại là trẻ dậy.
chừng lập hội thì già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xác thai hồn, đổi hết. Mà khi đổi xác thai hồn rồi thì sao? Lộ kỷ tiên. Lộ tất nhiên là hiển bày ra chúng cho chúng ta thấy. Kỷ tiên là cái ghế của tiên. Ví dụ như bây giờ cái ông Sáu đang ngồi đó là cái ghế kỷ. Còn cái bộ ghế bên kia gọi là trường kỷ, là cái ghế, là cái địa vị. Chứ không phải như bây giờ ngồi tại đạo tràng này ngồi chệch vậy ngang. Sau này mỗi người chúng ta đều có ghế hết, là định ngôi phân thứ ghi cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Là mỗi người chúng ta coi như là có ngôi vị hết, sẵn vị ngôi dành phân thượng hạ hơn. Cái ông nào cao tất nhiên trong khi đó ngồi ghế trước, còn cái người nào mà thấp á, thì ngồi ghế sau, còn tệ nữa cái ngồi ghế ở sau nữa. Cho nên Đức Thầy mới nói mong khán quan vào cửa xem tuồng, là vào trong ruột năm non để mà xem tuồng. Nhưng mà khi xeo giọt vào cửa xem tuồng, mua vé, mà ai mua vé 30 đồng được ngồi ghế trước, ai mua vé 10 đồng được ngồi ghế ở đằng sau, ai mua vé 4 đồng ngồi ghế đứng. Có ghế chân chọi cô bác làm dùm nào ghế đứng. Vậy thì xin hỏi quý vị, bây giờ trong đạo tràng Bộc Pháp hôm nay, ai chịu mua vé 40, 30 đồng đưa tay lên. Thì ngồi vé, vé trước không mà đưa ít dữ người ta. Cái vé với dinh dự với ngồi trước đó mà đưa ít quá, phải không? Bây giờ mình phải đăng ký mua vé 30 đồng. Cô bác anh em dùng đạo có bà hai bà lợi: chú Tư ơi, chú nói cái vé 30 đồng đó là sao để tôi mua? Tôi nói 30 đồng là ăn chay 30 ngày đó bà ơi. Hồi nãy bà nào đưa lên đó hen, là ăn chay 30 ngày nghe. Mua vé vô đặng mà vô ghế. Thì lỗ kỹ tiên tất nhiên là bây giờ có cái ghế trước hết rồi. Đến kỳ thi danh thầy chạm bảng trên đài cao gọi các linh hồn. Đến ngày mở hội quy khôi non thần gian chuyển khùng ngồi xử phân. Vậy thì bây giờ lúc đó Đức Thầy mới kêu từng tên từng tên. Và người nào mà có tên là chúng ta sẽ có ghế. Vì vậy cho nên qua câu này là Nam Đỉnh Ngọc Đài. Tới chừng nào mà Nam Đỉnh Ngọc Đài này nó coi như là khi xuất hiện rồi, thì bây giờ từng tên từng tên từng tên, ai có tên tất nhiên có ghế, có ghế hết cô bác anh em chị đồng đạo. Còn ai bây giờ ai mà tu mà bỏ lãng dọc đường dọc xá đấy hang, không có chịu mà tu, không chịu ăn chay, không chịu niệm Phật, không chịu làm lành, không chịu bố thí, không chịu nhẫn nhục, không có chịu cái từ thiện đấy hang, là cái ghế đó bị người ta giật rồi. Không phải giật nhưng mà cái ghế đưa cho người khác. Vậy là mình không có đủ khả năng, không đủ công đức lấy việc ngồi ghế đó. Chứ ai đâu giật mình. Cô bác anh em chung đạo. Thôi bây giờ nghi vấn cho nên chúng tôi trình bày gọn gọn vậy thôi nha. Vị thì bây giờ qua bốn câu mà được đồng đạo nêu lên dục thúc đạo đồng kiến thí quyên, là Đức Thầy dục thúc cho tất cả đồng đạo của chúng ta để sau này có điều kiện tu để mà được gặp Thầy gặp Phật, là qua câu đầu. Qua câu thứ hai: chư ban điềm tĩnh sĩ danh hiền. Tất nhiên sau này tất cả các nước á, là trong khi đó nó gặp cái hoàn cảnh ông Năm Chèo nói vậy, hoặc giả là coi như là ngũ hành biến chất, nó phải thúc thủ và không bao giờ nó làm được gì mà Đức Thầy lúc đó Đức Thầy xuất hiện ra đời. Thì bây giờ trong khi đó mới nổi tiếng Đức Thầy là sĩ chánh hiền. Rồi Sa Di Đông Hải Chi Thiều Nhạc là muốn nói sau này tất cả các chúng sanh đắc đạo trong thời kỳ của Thượng Quan Thánh Đức đó là vô số nghe, chứ không phải là ít của bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên bây giờ chúng ta rất an tâm đi hen, ráng tu đi hen, để sau này chúng ta có giữ như là trong thời kỳ Thượng Quan Thánh Đức. Và Nam Đỉnh Ngọc Đài lộ kỹ tiên, chừng nào mà coi như là cái núi cấm mà nó dở ra, tất nhiên là trong khi đó núi nổ rồi nó, cô bác anh em chứ đồng đạo, thì bây giờ trong khi đó coi như là lầu đài các báo là ngôi vị coi như là chúng ta có hết. Và ai có coi như là cái công tu của mình, sau này chúng ta sẽ được coi như là ngôi vị đó mà chúng ta trở về để tận hưởng, cô bác anh em chứ đồng đạo. Đó tất nhiên là trong khi chúng ta coi như là phải chờ đợi, mà chờ đợi một ngày nào, chờ đợi đến một cái ngày đó là kiên trinh mà chịu lúc nạn tai, dẫu có gian nan giả chớ nài, vàng đá bao khoen cơn nước lửa chị thao lắm chuyện lúc nâng hài. Rồi bền gan chờ đợi ngày sớm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng hoàng có một mối, thì phàm trần giảng kiếp kiến bồng lai, của bác anh em dân đạo. Và đến đây xin dứt cái đề tài này. Nam Mô A Di Đà Phật.